Hola la, xin chào các bạn đang xem kênh Me Tây Vlog. Và bây giờ là người nhà của Me đã đến rồi. Người nhà của ông xã Me đó các bạn. Thì bây giờ đã chuẩn bị bàn tiệc này nọ, rồi lát nữa về sẽ nấu. Còn bây giờ cả nhà sẽ đi ra ngoài tuyết để chơi tuyết ha. Đó, cả nhà bây giờ đang chuẩn bị để đi. Thì Me sẽ quay cả nhà đi chơi ngoài tuyết, những cái trò vận động như thế nào mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Lucy, you're crazy. I think that's awesome. Oh, c'est fun, hein? Oh. Lucy, stop barking. Ah, ouais, non, non, attends, attends. Lucy. Ok, bây giờ là hai vợ chồng của François với lại Marie Hélène. Vui lắm các bạn ơi. Rồi các bạn có thấy là mọi người đang chạy bên kia không? Cái rừng cây nó màu tối cho nên không nhìn thấy. Cứ la con chó tại vì nó chạy theo mà nó chạy sát vô sợ nó nguy hiểm á. Lạng sợ con chó. Nó cứ chạy theo vậy đó, con chó của hai bạn đó mới cưới nhau hồi tháng 8 đó các bạn. Các bạn nhìn ông xã của Me này đi chiếc xe này nè. Trẻ trâu dễ sợ không? Okay, okay. Honey, are you okay? Yeah, sure. Oh, tại vì cũng sợ. Oh my god. Wait. Rồi các bạn ơi, bây giờ là Me sẽ cùng với ông xã với lại cháu của ông xã Me sẽ đi cái này. Me phải đeo này. Ủa đó. Ok. Ensemble, c'est correct? Ensemble, c'est correct? Ok, tiens. Ouh, c'est cool! Tiens, toi. Il faut que tu conduises, hein? Conduis, conduis. Est-ce que tu tournes la balade comme dans le dos? Oh, yellow. Mọi người chơi vui lắm các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, bây giờ chỉ trò Me ngồi đằng sau. Good. Chồng với lại. Okay,
Yes, it's true. It's a correction. Anh Jack, you're not the fool. Vui quá các bạn ơi. Oh, look at him. Oh, chị và chị chồng của mình nè, hai chị em đi nè. So funny. She's cool. Okay. Okay. Okay, and then I press on top. More. Frank, Jesus, it's so nice. Okay. Move your feet a little bit. Move your feet a little bit. Open. Okay, like this. Yay! Look how nice! It's so nice! Oui! Tellement beau! Yay! Đây, là mình đây! Okay, another game. Yeah. Lucy, run. Rồi bây giờ là chị gái mình sẽ chở hai con gái đi. Chị gái với lại anh xã với lại ông xã của mẹ. Ba anh chị em. Mọi người ở đầu kia đang cào tuyết để chơi trò khác với các bạn. Để mẹ ra xem mà chơi trò gì nữa nè. Cào sập tuyết để chơi cái gì trên băng á. Đây là các bạn, cào tuyết ra nè. Là nó như băng ở dưới nè, băng đá nè các bạn thấy nha.
La première fois. On vient de leur donner ça, le petit traîneau. Oh, ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, tu souris. Je suis très cute. Okay. Moi, je suis très cute. Ah. Oh, baby Emma. Oh! Oh, 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 Lucy, Lucy. Lucy, Lucy. Ça va? Oh, she's smiling. Smile, yeah. Oh, ça c'est ta petite gâte. Ça c'est ma tante mignonne. Don't fall down again, okay? Rồi bây giờ là cả nhà đang đông đủ rồi các bạn nè. Đó, chơi. Chơi vẫn là cào cái này ra để chơi mà chưa thấy chơi rồi đó. Ông xã mình đang chở nhà hàng xóm đi chơi vòng vòng. Tại nhà có em bé khoảng 2-3 tuổi gì đó. Voilà! Wow, bravo! Oh, he want to be there! He want to be there! Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un tour de voiture.